có một xe hàng mới siêu nhỏ. Được của nó đấy nhỉ. Cây đang cầm tay bao nhiêu? 5 triệu. Được đấy nhỉ. Cái con si này, si già này. Con si 3 triệu. MB banh nha. Vâng, MB banh rồi. MB banh. Chưa tìm thấy đấy. Thì cái từ tớ MB nó hàng thứ tư ấy. Nó xếp thứ tư ấy. Mai trả được sao đâu. Thứ tư ấy, thứ hai đấy. Bán đi đâu trả sao? Ngày đầu tiên ấy. Ừ, vội gì. Anh trả hết xuống nó đầu tiên. Nó mới việt tin là đầu tiên. Đây. Bởi vì bánh nó... Tao giải đấy mà nhìn nhé. Tao giải đấy mà nhìn mà. Sao giải á? Thì mày nhìn thấy này, tao nhìn thấy. Của em ngay từ đầu. Ủa, mẹ. Chuyển thừa, thừa bố nó 2 số 0 thì thôi. Anh chuyển thừa đấy. Cậu bảo thừa 2 số 0 đấy. Díu dịu cái mai này bao nhiêu à bác ạ? À? Cây 5 triệu. Đẹp quá nhà. Ở nhà nhiều trước dịch Covid. Ở nhà nhiều cây đẹp ghê nhỉ. Cũng mua phôi mà lùi trước dịch Covid. À. Mình đang cải tạo lại cái nước tưới của mình hơi kém. Một loạt nhỏ nhỏ là bay hết rồi. Đâu bán mấy cây giấy to danh thân. À. Cũng thế là nhìn tìm phải được. Ok đấy. Sao nào, của chỗ này có tài nguyên gì không nào? Xin già. Ở đây em này em mới đây. Em mới của Thuận. Cái này là cái gì ấy nhỉ? Cái gì đâu? Ba. Ai xa. Cái chậu ôm dễ cả ra ngoài chậu à? Ghê nhỉ? Chậu này nó có lông nhỉ? Rêu đấy. Cái này là bao tiền đấy à? À, 8,5 triệu à? Cái chậu này là phải được 3 triệu đấy. Chơi về là chơi nguyên ngay. Mất cái bánh này là mất vui. Nó để nguyên cái chậu này không ạ? Nhưng mà nhấc nó cao lên được tí thì đẹp. Đây nó có cái rễ điểm này hay. Đấy ra. Thời gian đã qua đi không thể trở lại. Được đấy. Nó đang về phôi một chút. Tí nữa là quay ra mặt sau. Lực sĩ. Này hôm nay có hàng họ khá khẩm ghê nhỉ. Lực sĩ đây. Cái này có nhiều tiền đúng không? À, 4,5 triệu. Được nhỉ. Ok đấy. Độ 10 mấy phân nhé. 12, 15 phân. Chân cẳng đầy đủ. Ôi ơi. Những cái dáng này nó lên ảnh nó hợp lắm. Được đấy. Nhắc quả trâu ra làm gì không? Đấy, trước quả trâu. Được. Đang anh em ở Hà Nội. Về chúng ta.
sam hương như cây của Indo ấy nhỉ. Đây này bao tiền đấy, không 5 triệu được nhỉ. Được đấy. Hôm nay nhiều cây đẹp đấy nhỉ. À, để xong việc đâu ạ. Dưới đẹp đấy. Cây này không cho đi chơi ở bên đấy, cây đẹp. Cây gì về đi từ cây đẹp cười gì? Xanh chi nhiều dưới có bao nhiêu đâu? Có thấy cây dưới nào bên đi không? À. Thế mà dưới này đẹp đây. Tương đối hòm hòm rồi. Cái này là bao nhiêu nhỉ Thuận nhỉ? Con này để 3 triệu rưỡi. Con ở trên xe gym của Công à? Công nào? Con này à? Gần 50. Quay. Triệu. Tí nữa đè xuống còn phần 3 là vừa. Con này của Thuận là bao tiền nhỉ? 5 triệu à? Rẻ nhỉ? Rẻ. 5 triệu. 5 triệu. À đây à. Hàng mới đây. Ờ, già đấy. Nhìn cứ đỏ đỏ ra này là già. Con này thì bao tiền? 6 triệu rưỡi vì sung. Anh em nào yêu thích thì liên hệ Thuận Cha Cô nhé. Facebook cũng là Thuận Cha Cô mà số thì tôi được. Ai cần thì tôi gửi cho. Đây mặt trước đây. Già. Rất già. Đây em mới này này đúng không? 2 triệu rưỡi si. Rồi không vào trong kia khai thác à? Cô ngoài ấy. Chưa hết à? À. Đề. Cái đề là bao tiền? 8 triệu rưỡi. Úp vỏ chót này. Được đấy. Sang chị Liên phát ra nào. Tí nữa, cú uống đi. Từ từ. Có bán thì mua luôn, quay làm gì? Ừ. Ấy chết. Siêu nhỏ này. Nâng chén tiêu sầu. Thì đổ bát đổ đĩa đâu ghê thế. Nâng chén tiêu sầu. Kim Sa Tùng. Đẹp chưa? Đấy. Úi giời, cây này lá đỏ đẹp ghê chưa? Túc rồi.
cây của chị Liên. Nhìn cái lá nó mê quá. Bây giờ đến cái đường nét của nó tí nhá. Chân thân. Ngầu. Bên này người ta đang đốt chẩm ở đâu, mùi thơm á. Đây là cái trà Phúc Kiến quý vị nhé. Trà Phúc Kiến Hồng Bạch. Ok, sang gian hàng khác.